Xin chào anh chị đã quay trở lại với bản tin phân tích thị trường chứng khoán ngày 21 tháng 9 của kênh chứng khoán Minh Phụng. Thông qua đó thì chúng ta sẽ đưa ra một số thông tin khuyến nghị, phân tích định lượng một số thông tin về dòng tiền, tâm lý hành vi của nhà đầu tư trong cái giai đoạn hiện tại để chúng ta đưa ra một số đánh giá về vùng cản, về ngưỡng cân bằng sắp tới của thị trường để từ đó chúng ta đưa ra những cái kịch bản cũng như là cái chiến lược về việc quản lý rủi ro trong cái giai đoạn sắp tới của thị trường chứng khoán. Cập nhật một số cái tình hình và thông tin khuyến nghị trong room VIP á, thì ở cái cuối tuần trước từ khoảng 16 tháng 9 á, thì chúng ta đưa ra một số cái khuyến nghị về việc nhà đầu tư bán hạ tỷ trọng, cơ cấu danh mục đối với những cổ phiếu yếu, đặc biệt là những cái cổ phiếu so với cái điểm mua của anh chị nó đã âm dưới 3% á, thì trong cái ngày 16 tháng 9 mình đưa ra cái chiến lược là cơ cấu bán hạ, cắt bỏ và quản lý tỷ trọng toàn danh mục ở cái mức tỷ trọng dưới 30% trong cái giai đoạn hiện tại. Thì theo nhận định và đánh giá của mình thì chúng ta vẫn đang giao dịch ở cái vùng sóng điều chỉnh ABC trong cái mô hình phía bên trên màn hình các anh chị có thể thấy này. Sau khi kết thúc nhịp tăng thì chúng ta vẫn đang nằm trong con sóng điều chỉnh này. Do vậy thì khi mà thị trường trong con sóng điều chỉnh thì cái xác suất và cái tỷ lệ đầu tư chiến thắng của chúng ta nó chỉ nằm từ 30 cho đến 40%. Do vậy thì việc quản lý tỷ trọng, quản lý rủi ro là hết sức cần thiết trong những cái giai đoạn hiện tại anh chị ha. Cho đến cái thời điểm hiện tại thì phiên ngày hôm nay đó là phiên ngày 20 tháng 9 thì cập nhật của mình là vẫn trong cái trạng thái là chúng ta tiếp tục nắm giữ cũng như là theo dõi thị trường, cái tình hình giao dịch của thị trường hiện tại để xác định cái vùng cản và cái vùng cân bằng sắp tới của chỉ số VN-Index. Từ đó thì chúng ta mới đưa ra cái chiến lược mua mới. Còn giai đoạn hiện tại khi mọi thứ nó chưa rõ ràng thì mình vẫn giữ cái quan điểm cũng như là cái chiến lược đầu tư cá nhân trong room VIP của chúng ta là chúng ta sẽ ưu tiên cái việc quan sát và quản lý tỷ trọng nhiều hơn ở cái việc tham gia mua mới trong cái giai đoạn hiện tại các anh chị ha. Chúng ta sẽ cùng nhau mở cái biểu đồ kỹ thuật của chỉ số VN-Index. Trước tiên nhìn vào cái việc tổng quan và tổng thể của chỉ số VN-Index theo cái khung thời gian chắc tuần á, thì cái việc mà chúng ta đang nằm trong con sóng ABC điều chỉnh như thế này thì nó đã rõ, và cái khung này mình cũng đã đưa nhiều cho các anh chị về cái việc chúng ta quan sát các khoảng thời gian khi mà thị trường trong sóng điều chỉnh này, thì việc cần thiết đó là cái việc quản lý tài chính, quản lý rủi ro. Chỉ mua và thực sự mua khi mà thị trường của chúng ta test thành công ở những cái vùng hỗ trợ, những cái mốc tâm lý đặc biệt mà nó có cái dòng tiền vào một cách đều và ổn định, có những cái nhóm ngành dẫn dắt á, thì khi đó chúng ta mới vào mở cái chiến lược thăm dò trở lại thôi. Còn khi mà mọi thứ nó chưa rõ ràng, khi ở trong sóng điều chỉnh như thế này thì chúng ta vẫn nên theo dõi và quan sát nhiều hơn trước khi mà chúng ta đưa ra những cái chiến lược và chiến dịch quan trọng. Với cái diễn biến và cái đánh giá hiện tại của thị trường, thị trường phiên ngày hôm nay là một cái phiên chúng ta thấy là hồi phục về mặt kỹ thuật. Về cơ bản anh chị thấy là chúng ta chạm vào cái mốc tâm lý ở phía bên dưới này. Thì những cái video trước anh chị quan tâm và theo dõi á, thì chúng ta đều thấy cái mốc 1200 sẽ là cái mốc tâm lý và nơi mà sẽ có những cái lực hồi phục về mặt tâm lý kỹ thuật. Khi đó nó sẽ hồi lên như thế này. Khi mà hồi lên thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp những cái vùng cản trên. Thì cái vùng cản này hiện tại đang được xác định đó là ngưỡng 1225 cho đến ngưỡng 1230 của chỉ số VN-Index. Tức là chúng ta sẽ đi trong cái tình trạng là hồi phục lên. Và nó sẽ tiếp tục gặp cái vùng cản trên 1230 như thế này. Chúng ta đang rất là giống với lại cái đoạn này của chỉ số VN-Index này. Do vậy thì cái giá trị về khối lượng giao dịch, giá trị về thanh khoản, đặc biệt là các cái chỉ số dòng tiền, chỉ số về động lực nó vẫn đang nằm ở trong cái trạng thái là phân kỳ âm. Do vậy thì mình vẫn chưa đưa ra cái điểm mua ở giai đoạn hiện tại. Chủ yếu là nếu như các anh chị còn kẹp hàng thì chúng ta có thể chờ nó hồi lên cái vùng cản trên, vùng 1230 để các anh chị có thể cơ cấu danh mục này. Còn việc mua mới thì mình vẫn chưa đưa ra cái chiến lược mua mới ở vùng này. Theo mình á, thì để mà an toàn hơn thì thị trường của chúng ta phải quay trở lại test thành công một lần nữa cái mốc tâm lý 1200 hay là cái mốc hỗ trợ về mặt phân tích kỹ thuật, đó là cái vùng hỗ trợ gap, nó đâu đó tương ứng với vùng 1190 anh chị ha. Đây này, chúng ta đang bị hở cái khoảng gap khoảng cuối tháng 7 năm 2022, thì chúng ta có thể chờ đợi thị trường nó quay về, nó lấp cái khoảng gap này và nó test thành công cái mốc tâm lý 1200 thì nó sẽ rõ ràng mọi thứ hơn. Với cái việc là nó chỉ hồi một trong một cái phiên như thế này thì nó sẽ gọi là hồi phục về mặt phân tích kỹ thuật, khối lượng giao dịch, thanh khoản cũng như là cái sự dẫn dắt của các cái dòng nhóm nó vẫn chưa thực sự là rõ ràng. Để mình phân tích kỹ hơn về cái mặt phân tích kỹ thuật cùng với các anh chị như sau. Cái phiên ngày 19 tháng 9 ở phiên đầu tuần á, thì nó xác nhận cái quá trình là kéo dài cái chuỗi ngày điều chỉnh. Các anh chị thấy là chúng ta điều chỉnh từ cái vùng đỉnh phía bên trên này này, chính là cái vùng 1290, 1300, đó là cái vùng đỉnh. Và sau cái vùng đỉnh này chúng ta liên tục rơi vào cái pha giảm,
Và cái ngày 19 tháng 9 này là một cái pha tiếp tục kéo giảm với cây nến Marubozu thăng rất là dài. Thì cái cây nến thăng dài như thế này nó xác nhận cho chúng ta là cái quá trình kéo dài cái chuỗi giảm, điều chỉnh. Và điều chỉnh về cái mục tiêu chủ đạo ở đây là cái mốc tâm lý 1200, đúng không ạ? Đây cũng chính là cái ngưỡng hỗ trợ tương đối là mạnh trong ngắn hạn, cũng như là cái ngưỡng giao dịch tâm lý của thị trường. Do đó ít nhiều về cơ bản chúng ta đều biết một cái cách là nó sẽ phản ứng tại cái khu vực hỗ trợ cái mốc tâm lý này. Đó. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa có nhiều cái chỉ báo hỗ trợ cho cái việc phản hồi này nó có thể gây ra cái việc là đảo chiều xu thế hay không. Ngoại trừ chúng ta có một cái chỉ báo duy nhất, đó là thị trường của chúng ta đang rơi vào vùng quá bán sau cái phiên ngày 19 tháng 9 này. Thì cái chỉ báo RSI nó mới cho chúng ta cái xu thế là dòng tiền rơi vào vị trí quá bán. Tuy nhiên quá bán thì chúng ta cần phải kết hợp với nhiều cái định hướng phân tích hơn. Ví dụ như phân tích về dòng tiền, nhóm ngành dẫn dắt, chúng ta phải phân tích về phân kỳ, đúng không ạ? Chúng ta phải có những cái dấu hiệu phân kỳ trong cái chỉ báo MACD thì để nó hình thành, nó kết tạo nên những cái mô hình nến đảo chiều mang cái tính chất xác suất cao hơn, thì khi đó cái việc đảo chiều nó mới thành công. Còn cái việc mà thị trường nó có hồi phục khi chạm vào mốc 1200 á, theo mình đánh giá thì đây là những cái phản hồi về mặt ngắn hạn thôi. Phản hồi về cái mặt ngắn hạn cũng như là những cái mốc tâm lý quan trọng thì nó sẽ có cái tình trạng đảo chiều và hồi phục trong ngắn hạn như vậy. Thông thường thì anh chị giao dịch trên thị trường chúng ta thấy là cái quá trình để mà thị trường nó tạo đáy thì nó không phải đi lên một mạch như thế này, mà nó sẽ có rất là nhiều cái giai đoạn test lên, test xuống để nó tìm cái điểm cân bằng của thị trường. Như vậy thì cái quá trình test lên, test xuống thì nó sẽ tạo nên một trong những cái phiên giao dịch đi ngang để có thể xác lập được cái vùng cân bằng trước khi mà có thể xác nhận cái tín hiệu đảo chiều hồi phục. Kết hợp với MACD, kết hợp với cái mẫu hình nến, kết hợp với những cái dòng tiền dẫn dắt đến từ các nhóm khác. Tiếp theo chúng ta nhìn vào các cái chỉ báo định lượng ở phía bên dưới này. Về dòng tiền lớn thì rõ ràng chúng ta chưa có sự quay lại của dòng tiền lớn này. Thứ hai, về giá trị thanh khoản chúng ta vẫn đang giao dịch dưới trung bình 20 phiên. Phiên ngày hôm nay chúng ta giao dịch khối lượng cổ phiếu khoảng 470 triệu tương ứng với cái giá trị khoảng 10 cho đến 11 ngàn tỷ, đúng không ạ? Như vậy thì cái chỉ báo đà tăng của tất cả các cái nhóm vốn hóa lớn, blue chip này, mid cap đều có những cái phiên chúng ta thấy đi sâu vào rũ, đã đi sâu vào cái vùng rũ bỏ này, nhưng chưa cho cái tín hiệu xác nhận tạo đáy rõ ràng hơn. Đặc biệt là trong phiên ngày hôm nay chúng ta có thể là quay trở lại với những cái nhóm dẫn dắt, nhóm trụ vốn hóa lớn, ví dụ như cổ phiếu VIX. Đây, VIX thì chúng ta nhìn ở phía bên dưới này thì rõ ràng nó vẫn chưa vượt qua được MA20. Nếu như chúng ta vẽ cái vùng trendline kênh của VIX thì VIX vẫn đang nằm trong cái kênh dưới, đúng không ạ? Vẫn đang nằm trong cái kênh dưới. Thế giá vẫn là cái thế giá giảm. Ở đoạn này trong ngắn hạn thì cơ bản đã tạo được hai đáy và chúng ta thấy là cái vùng này tương đối là cân bằng đối với cổ phiếu VIX ngay tại khu vực 62 này. Do vậy thì tạo được hai cái đáy này về mặt kỹ thuật nó có thể hồi phục lên cho đến cái vùng 64. Đó là cổ phiếu VIX. VIX thì nó đã giảm cái quá trình bán rồi. Tuy nhiên thì kênh giảm mà chúng ta nhìn dài hơi hơn một tí thì nó vẫn còn giảm, đúng không ạ? Trong ngắn hạn nó mới tạo được hai cái đáy để nó hồi phục lên đâu đó vùng 64x thôi. Chúng ta tiếp theo cổ phiếu Vinhome. Vinhome thì đang đánh theo cái kênh xuống, chúng ta thấy là đang bị đè bởi cái trendline màu đỏ này và nó bóp band chỗ này, tuy nhiên không phải là nút thắt cổ chai mà nó đang mở band theo cái chiều hướng xuống. Như vậy thì hỗ trợ duy nhất của Vinhome vẫn là cái vùng màu đỏ ở đây, vùng màu đỏ hình chữ nhật ở đây. Đây là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu Vinhome. Nó đang test sát cái vùng này và chúng ta thấy là thực sự vẫn chưa có nhiều động lực, động lượng. Riêng về các cái chỉ báo thì nó vẫn đang cho cái giá trị phân kỳ âm đối với cổ phiếu Vinhome. Do vậy thì đoạn này có thể là Vinhome sẽ đi ngang một thời gian để chờ cái định hướng sắp tới của thị trường. Vinhome thì chúng ta thấy đang tiến sát về cái vùng hỗ trợ 58, 59 rồi, đúng không ạ? Vinhome này. Tiếp theo đó là Vietcombank. Vietcombank thì xu hướng thế giá thì nó vẫn đang là cái thế chưa rút nhiều dòng tiền, tức là cái thế nếu như mà chúng ta gọi là cái thế tương đối là ổn định. Anh chị thấy là cái trendline này vẫn là cái trend tăng. Về cơ bản nó đang duy trì tích lũy khoảng 6 cho đến 7 phiên ngay tại cái vùng 79, 78 này, chưa bị đánh gãy. Xu thế sắp tới thì chúng ta có thể là xác nhận là cổ phiếu Vietcombank tiếp tục duy trì ở vùng này. Tuy nhiên đoạn trước là chúng ta thấy là nó bị đánh rơi cái nhịp giảm này, sau đó nó phản hồi về và nó bị vướng cái MA20 thì nó trở thành cái kháng cự, và kháng cự trên cái vùng này đó. Do vậy thì cái kháng cự này chưa vượt qua khiến cho nó phải test ngược trở lại. Do vậy thì cái vùng này chủ yếu là nó giữ cân bằng là tốt rồi đó. Còn Vietcombank mà gãy luôn cái trendline ở ngay cái đoạn 78 trở xuống thì tương đối là xấu đó, coi như là gãy trend đối với Vietcombank. Còn đoạn này vẫn duy trì trạng thái tích lũy thì chúng ta theo dõi thêm ha, Vietcombank.
BIDV ngày hôm nay cũng có một cái nhịp kéo này. Tuy nhiên thì một cái cây nến giảm mạnh, tiếp theo đó là một cái cây nến tăng. Cây nến tăng này chưa có phủ nhận là cây nến giảm trước đó, do vậy thì nó vẫn rơi vào cái trạng thái ở đây các anh chị thấy là phân kỳ âm, vẫn là cái nhịp giảm. Và nếu như mà tiếp tục giảm và gãy luôn cả cái mốc 34 á, thì BIDV là một cái trend chúng ta thấy là gãy hỗ trợ rất là mạnh ở phía bên dưới này, một cái trend gãy hỗ trợ rất là mạnh. Do vậy thì những cái cổ phiếu vốn hóa lớn chúng ta thấy là theo cái chỉ báo định lượng mà mình phân tích lúc nãy á, thì chúng ta thấy là tất cả nó đang đi sâu vào những cái vùng rũ bỏ và chưa thật sự có nhiều cái tín hiệu để xác nhận cho chúng ta là cái vùng đáy nó có hình thành hay chưa. Đó. Thì riêng BIDV như mình đã nói là phân tích là nó đang bị phân phối trên cái vùng 39-40 này. Và các anh chị thấy đây là mô hình head and shoulder, đúng không ạ? Mô hình vai đầu vai rất là điển hình trong cái phương pháp price action, trong những cái phương pháp giao dịch mà mình đã hướng dẫn cùng với các anh chị price action. Thì những cái phương pháp này nó cho thấy sự phân phối trên những cái vùng cao này. Và chúng ta thấy là sau phân phối thì nó giảm một mạch. Thì ở đây mình vẫn đánh giá là cái nhịp hồi phục khi mà nó chạm vào cái mốc hỗ trợ 34 ở phía bên dưới này, riêng BIDV. Đó là cái góc nhìn về định lượng. Theo đó thì phân tích một vài cái cổ phiếu, mình sẽ đưa ra một vài cổ phiếu nữa có vốn hóa lớn đi xem. SAB. Đây, SAB thì các anh chị thấy là rõ ràng nó vẫn đang đi trong cái mô hình sóng ở đây. Nếu như mà không thành công, chúng ta cũng phải phát hiện ra nó là cũng thuộc về cái mô hình vai đầu vai với cái vai trái này, đúng không ạ? Chúng ta kéo về đây, lên đây là cái đầu. Anh chị tiếp tục kéo lên đây là cái vai phải. Ở đây nó đang tích lũy dưới MA 20 này. Và rất là nhiều khả năng nếu nó đánh gãy từ đoạn này nó đánh xuống, nó mở cái dải Bollinger Band theo cái chiều hướng đao xuống này, nó gãy thì nó vẫn bị phân phối theo cái mô hình vai đầu vai. Cho đến cái giai đoạn này thì chúng ta thấy rất nhiều cái cổ phiếu nó đã phân phối theo cái mô hình này, đúng không ạ? Không chỉ SAB mà lúc nãy chúng ta còn có BIDV và nhiều cổ phiếu khác nữa. Đó, do vậy cái việc quan trọng của SAB trong cái đoạn này á, tức là tích lũy ngang và tốt nhất là phải đánh vượt được cái MA 21 ngay tại cái vùng 190 ở đây này, thì nó mới quay trở lại cái trạng thái cân bằng, duy trì được cái dòng tiền. Chứ còn từ đây mà đánh gãy xuống là rõ ràng chúng ta thấy là bị phân phối ở đây rất là nhiều, đúng không ạ? Theo đó thì chúng ta đưa ra một vài cái nhận định và đưa vào cái giá trị xác suất cũng như là thống kê theo từng cái nhóm ngành ngân hàng này đang trong trạng thái hồi phục, vẫn đang trong cái việc là gãy bỏ, gãy và rũ bỏ là phần lớn, đúng không ạ? Vẫn chưa có cái tín hiệu nào chúng ta thấy là nó hồi phục đáng tin cậy cho đến cái giai đoạn hiện tại. Nhóm chứng này, chứng ngày hôm nay hồi phục từ 4-5% sau những cái nhịp giảm mạnh, đúng không ạ? Như vậy thì việc tạo đáy vẫn chưa hình thành ở đoạn này, khi mà cổ phiếu vẫn đang trong cái vùng hồi phục đau trend và bị gãy về mặt kỹ thuật. Dòng tiền vẫn chưa lan tỏa đều theo cái sóng ngành, và chúng ta thấy chỉ vài cổ phiếu nó dẫn dắt thôi. SSI, VND đoạn trước nó gãy rất là mạnh, do này nó hồi phục lại thì nó hồi phục nhanh hơn. Một con khỏe nữa đó là HCM, SCM thì chúng ta thấy là cũng hồi phục và nó giữ trend thì tốt hơn, nó vẫn duy trì được cái trạng thái dòng tiền á. Đó là ba cái con đầu ngành thì chúng ta thấy đang có cái sự hồi phục thôi. Chứ còn về xác nhận vùng đáy là mình vẫn chưa thấy được cái sự xác nhận theo cái bảng định lượng định giá ở đây của chúng ta. Nhóm thép thì vẫn còn đang trong tình trạng tiêu cực. Nhóm dầu thì chỉ có BVS là hồi phục này, trạng thái hồi phục tốt. Còn lại thì chúng ta thấy là vẫn đang tiêu cực, tương đối là tiêu cực anh chị ha. BVD và BVS là hai con dẫn dắt đầu ngành trong cái nhóm dầu khí này. Chúng ta nhìn vào trong cái bảng định lượng là chúng ta thấy ngay được cái việc đó. Đây là đều là những cái thông số, những cái thông tin định lượng, chúng ta nói dựa trên những cái thông số mà nó đã có, đang có, đúng không ạ? Chứ chúng ta không bịa ra chúng ta nói, và các anh chị lưu ý điều này. Tiếp theo là cổ phiếu nhóm bất động sản, vẫn đang bị gãy, tình trạng gãy này. Hồi phục nhanh nhất là theo mình vẫn là con đất xanh. Đất xanh đoạn này thì nó đang giữ trend tốt hơn những cái cổ phiếu khác trong cùng cái nhóm ngành các anh chị ha. Như vậy thì có thể chú ý những cái con mà nó đang giữ trend tốt á, trong cùng cái nhóm ngành. Tại vì về cơ bản á, những con đó nó vẫn đang giữ được cái dòng tiền ở lại. Còn những cái con mà bị đánh gãy thì gần như là dòng tiền đang có cái tình trạng là thoái lui, rút lui, gây sập gãy các cái ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng. Không loại trừ khả năng là nó rơi vào những cái pha hoảng loạn nếu như tiếp tục chịu những cái áp lực bán lớn nữa, đúng không ạ? Chúng ta đến với những cái nhóm khác, ví dụ như là nhóm dịch vụ, khu công nghiệp thì đa phần là ở trong cái trạng thái hồi phục và phân hóa là phần lớn. Phân hóa, nhóm này phân hóa rất là mạnh. Chúng ta thấy nhóm phía bên dưới là tiêu cực bị gãy này, phía bên trên thì vài cổ phiếu hồi phục. Cái câu chuyện ở đây mình muốn nói đó là không có sự dẫn dắt đều đến từ các cái sóng ngành và nhóm ngành. Nhóm thực phẩm có Masan ổn này, HAG ổn này, điện nước này, thì còn chỉ có BVE và NT2 là rơi vào cái trạng thái tương đối là cân bằng thôi, còn lại là bị đánh gãy về mặt kỹ thuật.
hóa chất, phân bón. Có DCM hồi phục nhanh nhất này các anh chị. DCM hồi phục nhanh nhất. À, DCM đang khá là khỏe trong cái đoạn này đối với cái nhóm phân bón và hóa chất. Còn lại phía bên dưới này, VHR, AA, DBR, GBR đều rơi vào cái trend gãy tiêu cực. Bất động sản khu công nghiệp có VCG, con này thì VCG, nhóm này chú ý nhưng nó còn khỏe thôi. À, bán lẻ thì chúng ta thấy là bắt đầu hồi phục lên, tuy nhiên giữ trend tốt nhất và bền nhất là vẫn là thế giới di động. Thì con này đánh theo cái mô hình cup and handle, phân tích rất là nhiều cùng với các anh chị rồi. Nó với lại con BED là đánh theo cái mô hình cup and handle, tuy nhiên BED thì đã yếu hơn rồi. Đó, thế giới di động thì vẫn giữ ổn. Ngoài hai cái con này thì chú ý thêm DGVK và FRT, nếu như nó chỉnh sau trả về chiết khấu tốt thì vẫn đánh được. Tại vì hai con này nhìn chung nó vẫn trong cái sóng tăng các anh chị ha, nhìn chung thì vẫn trong sóng tăng. Đó là một vài cái thông tin và cái bảng giá để định lượng cho các anh chị. Ở cái góc nhìn định lượng như vậy thì cái chỉ báo của chúng ta nó đang bị phân hóa dòng tiền hơi yếu, chưa có cái nhóm ngành nào thực sự là dẫn dắt. Và đáng chú ý ở đây là những cái chỉ báo cung cầu về dòng tiền á. Đó, chúng ta nhìn vào cái chỉ số VN-Index chung này. Đó, nhìn vào cái chỉ báo cung cầu này, phân kỳ âm các anh chị ha. Tiếp theo đó là VN30 này, nhóm vốn hóa lớn. À, VN30 thì cũng đang trong cái tình trạng phân kỳ âm, à, bóp band sau đó về mở band theo cái hướng đào, theo cái hướng đào giảm. Như vậy thì với cái trạng thái phân kỳ âm á, thì khi mà chạm vào cái mốc tâm lý 1200 ít hay nhiều thì chúng ta đều có được sự phản hồi và sự hồi phục lại theo cái chiều hướng ngắn hạn hướng lên cái vùng cản 1230. À, tuy nhiên thì như mình đã nói là để mà khôi phục trở lại trạng thái tăng như trước á, thì nó vẫn còn thiếu độ tin cậy dựa vào các cái chỉ báo định lượng mà mình đã đưa ra cùng với các anh chị. Như vậy thì vẫn còn quá sớm để chúng ta có thể xác định được cái điểm mua tối ưu cho các vị thế giải ngân mới. Đồng thời với các nhà đầu tư vẫn bị kẹp hàng ở giai đoạn trước chưa kịp bán ra thì chúng ta cân nhắc những cái việc hồi phục lên vùng cản để chúng ta bán hạ bớt, đưa tỷ trọng về cái vùng an toàn nhất có thể trong cái giai đoạn sắp tới. Đó là một số cái định hướng chia sẻ cùng với các anh chị trong cái nội dung của video này. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phân tích một số cái cổ phiếu được cho là khỏe trong cái giai đoạn này ha. Vẫn là nhóm dầu, thì nhóm phân bón thì có DCM có thể chú ý. Anh chị thấy là mình kể cái trendline ở đây, DCM vẫn chưa gãy, và như mình đã phân tích cùng với một số anh chị trong room á, anh chị hỏi vùng mua nào thì mình đánh giá là cái vùng 33x dưới cái vùng 34 là như phiên ngày hôm nay này đánh xuống là chúng ta có thể thăm dò được. Đó, tại vì nó còn trên trendline thì chúng ta mua được những cái con này, nó tương đối là ổn. Đó, về mặt phân tích kỹ thuật, về mặt xu hướng, về mặt dòng tiền thì nó vẫn còn khá là ổn, về cái mặt duy trì được cái dòng tiền sâu sắc đó. Như vậy đó là DCM. Thứ hai, các anh chị có thể chú ý những cái con mà giữ trend không bị điều chỉnh sau đoạn này, ví dụ như là ITC. ITC thì sao? Các anh chị thấy là hồi phục này, không bị gãy trend nha. Con này thì trend đang rất là mạnh và đoạn này nó cũng rung lắc nhẹ theo thị trường đó. Thị trường của chúng ta bị đánh gãy, tuy nhiên ba phiên nó vẫn giữ ngang. Và giữ ngang như thế này chính là nó test lại cái vùng break away. Như vậy thì cái mốc 14, 15 đang hỗ trợ rất tốt cho ITC. Như vậy thì giữ được mốc này trong giai đoạn tiếp theo thì vùng này chính là cái vùng mua. Đó. Rồi, duy trì thì giữ được cái vùng này thì các anh chị có thể là cân nhắc cái việc. Đây ha, cân nhắc cái việc là mua ở đoạn này đối với cổ phiếu ITC này. Mua 14, 15 các anh chị ha, trong cái vùng này có hỗ trợ là đẹp rồi. Đó là ITC này. Còn gì nữa? Thiên Long. Thiên Long cũng trong cái chạc tương tự như vậy. Thiên Long về cơ bản chúng ta thấy là đi đều, đi khá là đều. Nhịp này nó giảm chiết khấu từ vùng đỉnh lên là khoảng 10%. So với những cái nhịp trước là nó chỉ đánh khoảng 5% là nó đánh lên. Nhịp này nó chiết khấu 1/2. Như vậy thì cái đoạn này khá là ổn, và theo đánh giá thì nó cũng về sát MA20. Tuy nhiên về nền giá thì nó còn xa, tại vì con này đang trong đánh cái trend lên này, khá là khó chịu đúng không ạ? Mua thì chúng ta phải xác định là đuổi giá rồi, chứ còn điểm mua chuẩn thì nó phải về sát cái vùng nền ở phía bên dưới này thì mới có mua chuẩn này, vùng 5253. Mà để mà đợi về 5253 thì rõ ràng rất là khó khăn. Và với cái dòng tiền và duy trì cái dòng tiền như thế này thì chúng ta chỉ có một cái chiến lược duy nhất là mua đuổi quanh vùng 6364, tỷ trọng thấp để quản lý rủi ro đối với con Thiên Long này thôi. Đó, đã là con Thiên Long. Còn những cổ phiếu nè, ASM cũng đang giữ trend, các anh chị lưu ý giúp mình, nó vẫn đang giữ trend nha. Đó, thì những cái điểm mua hợp lý đó là từ vùng 16, 17 là cái điểm mua đối với con ASM này. Có giá đỏ mua được, trend này vẫn là trend tăng, mua thì an tâm hơn với những cái con bị gãy và bị đau rồi ha. ASM này. Còn gì nữa? BVD, nhóm dầu thì có BVD. BVD vẫn giữ trend ngày hôm nay, chúng ta thoát
thọc thủng cái EMA 20 này, rồi sau đó kéo rút chân lên, kéo rút chân lên. À, tuy nhiên thì vẫn vướng cản rất là nhiều. À, do vậy thì có kéo thì vẫn lướt T cộng thôi. Hàng này mà về khoảng T cộng là bắt đầu bị bán tháo xuống. Ừ. Và đoạn này các anh chị thấy là đỉnh 1 này, đỉnh 2 này, vướng phải phân kỳ luôn. Đúng không ạ? Thì giá thì tăng, tuy nhiên dòng tiền vào thì lại có phần yếu hơn, khiến cho nó tạo cái phân kỳ vùng này cũng không thực sự là an toàn cho lắm, chỉ phù hợp cho các anh chị bắt đáy và lướt nhanh thôi, có hàng thì thoát ra. Đúng không ạ? Một số cái thông tin là như vậy. Chúng ta tham vòng quanh, chúng ta tham quan một tí trong room VIP của chúng ta, một số cái bình luận của các anh chị này. Trong viên trong room thì các anh chị đưa ra rất là nhiều cái nhận định, và chúng ta thấy rất là nhiều cái nhận định rất là hay, đến từ cái việc là đúc kết kinh nghiệm đầu tư cũng như là định lượng và phân tích kỹ thuật rất là chặt chẽ của các thành viên trong nhóm của chúng ta này. Mình đánh giá rất là cao những cái anh chị tham gia bình luận ở trong này, đúng không ạ? Những thông tin rất là hay và bổ ích, chúng ta có thể xem trong này, anh chị có thể vào room để xem những cái thông tin như thế này. Đó. Thì do trong phiên ngày hôm nay chủ yếu là chúng ta theo dõi là chính. Đó. Do vậy thì vẫn chưa có nhiều cái cổ phiếu được khuyến nghị và đưa ra để bàn luận ở trong khu vực này. Đó. Do vậy thì chúng ta có thể là tiếp tục đưa ra cái việc là cân nhắc, chờ đợi, kiên nhẫn ở những cái vùng diễn biến tiếp theo của thị trường, nhất là khi mà nó hồi phục về mặt tâm lý thì nó có thể vượt qua được những cái cản trên này hay không. À, khi đó nó mới giải tỏa tâm lý cho cái dòng tiền thì chúng ta vào nó chắc chắn và an toàn hơn các anh chị ha. Cảm ơn các anh chị theo dõi nội dung video ngày hôm nay, và chúc anh chị thật là bình tĩnh và chúng ta đưa ra những cái chiến lược xử lý thật là đúng đắn. À, đặc biệt là quản lý rủi ro trong những giai đoạn khó khăn này. Khi nào thị trường nó thuận lợi dễ dàng thì chúng ta nâng lại tỷ trọng sau các anh chị ha.